Bà mới đâu về? Đi chợ về. Bà đi chợ về là gì mà bà hầm hầm vậy, ăn hết của bà vậy? Hầm hầm gì mà hầm hầm? Bà đi chợ mua gì dở không vậy? Mua cái quần què nữa chứ mua nha. Ra tới chợ cái lục cái bóp bắt tiêu cái bóp rồi nữa chứ mua nha, trong nhà cho ăn quần hết. Rồi sao nữa? Ra tới chợ á không có một đồng bạc nữa nha, lục cái bóp ra trống trơn kìa. Cái tiền bà bỏ đâu rồi má? Chúng quỷ ma lấy trơn rồi, ông lấy chai bận chối. Ê bà bớt cái đổ thừa đi nha, tiền của bà giữ không mình đổ thừa tôi. Mắc cười quá à, tiền tôi để trên bàn, cái bóp để trên bàn, sao bây giờ kêu dù lục cái bóp không có đồng bạc, tôi nghĩ sao vậy? Bà bớt đổ thừa đi, hồi đó giờ tôi làm giờ tôi đưa tiền bà, tôi chưa từng lấy đồng bạc nào của bà nha, đừng có đổ thừa gì nha. Ông lấy ai lấy hả? Sao cái nhà này có ông tôi với thằng Bin gì, ông tôi với thằng Bin với bà má hả? Ai lấy? Con nó có gớt vòng vòng đâu đó không? Nói tới là ai cũng chối, nói tới ai cũng chối vậy á. Tiền để đó mà mắc. Mắc đâu được, tiền có chân nó chạy đi được. Rồi chưa có kiếm kỹ gì dần về bắt đầu kỹ gì? Lên. Giờ không 4.0 kỹ gì vậy? Hả? Kiếm mấy chứ có đâu có. Bên nè. Gì đó trời. Gì á? Mà lấy tiền tao phải không? Tiền gì? Tiền mới để cho bóp gì để trên bàn. Con lấy nào? Mày không lấy ai lấy? Làm gì lấy, làm là gì trời, con có làm gì đâu lấy. Trong nhà mày là mày quỷ ma nhất đó nha, mày suốt ngày mày chơi game. Mày không lấy ai lấy? Có lấy tiền mất thì nhiều. Nói nha. Mất triệu bạc chứ nhiều. 1 triệu sao con dám lấy, 200 ngàn con còn dám chứ, 1 triệu sao con dám. Mẹ bà, mày chối không? Hả? Đã con thì có. Thì ra mỗi ngày là tiền của tao mày lấy. Mắc vài trăm ngàn mà mày lấy không? Vài trăm ngàn không lấy. Con trai kêu giấu không đó. Rồi bà đổ thừa tôi, mỗi lần mất tiền bà lôi đầu. Vậy là nó lấy chứ không ai lấy đi cho con. Không có lấy, mẹ đừng nói thừa con. Mày khỏi chối nữa, nha. Giết rồi mẹ cũng không tin tưởng được con nữa. Cho mày không có làm được con tin tưởng được mày gì hết. Lấy ai lấy? Bà nội mày lấy đó. Gì bà nội nó đây? Ai lấy gì? Ai lấy gì mày ghéo bà nội nó đây? Bà coi á, má coi đó. Cháu yêu cháu giấu của má kìa. Nó gấp tiền mày ghét rồi tiền cho không sao hữu xài vậy đi gấp tiền luôn. Con có lấy đâu? Thì nó nói là không lấy không để giờ mày ép nó nhận. Má nói cho nó tin liền. Ha. Bây giờ nó dùng con nói mới tin à. Ủa nó nghe nè, rồi lỡ mày đi mày để đâu không biết rồi đã bây giờ mày về mày đổ thừa. Để đâu được? Tiền để trên bàn. Trên bàn trên bóp trên bàn. Mà bây giờ nó đi ra chợ còn cái bóp không hả? Không có tiền. Ai lấy cái nhà này con không lấy, cho nó con lấy tiền con. Đấy là mày lấy mày mua đồ rồi. Mua đồ không nhớ. Mua đồ chứ nó bị khùng nữa mà không nhớ. Cái đầu óc mày đó giờ cũng không chuyện đó liệu. Trời đất cánh thần thiên đụng ơi, vậy là thằng chồng con không lấy. Bớt má bớt không đi. Lấy. Trên nhà chỉ có nó không à. Thằng cháu quý tử của má lấy chứ ai mà giờ con nói không nó lấy đâu. Hôm ngày nó nãy nó mới khai đó, ngày nó lấy có vài trăm không có lấy 1 triệu. Nó nói vậy thì không đem tin nó. Tin liền à, nói là tin nè. À. Nha. Mốt nó bán trời không mọi thiên lôi. Thì bây giờ vô coi bỏ trên gối hay bỏ trong tủ gì ta kiếm coi kỹ rồi ba ơi là không có. Mày dám chắc không? Chứ sao? Chắc chắn không? Nó lấy rồi đó chứ không có ai lấy nữa trơn á. Mà bà khỏi chối. Biết rồi mẹ cũng không tin tưởng được con nữa. Mà mày không có làm được tin tưởng mà được. Nó nghe nè. Chừng nào mày làm cái tin tưởng nó mới sẽ tin mày. Nó không có thiếu thốn ha. Nó thiếu tiền nó xin bà nội nó cho. Đúng rồi ha. Cho bao nhiêu mà đủ xài đủ nó xài. Lấy tiền nó chơi game bao bạn bè nó chơi ai nữa. Mà mệt đâu cái tánh bà hay quên, bà làm đâu bỏ đó cái bà quên. Hay quên vậy? Tiền trong túi tôi làm tiền đi liền hút buộc mà tôi quên lắm. Nó lấy rồi, khẳng định là nó lấy luôn chứ ai mà lôi tiền cho tao nha. Mày không lôi 1 triệu gì nữa là mày chết bà bị tao nha. Mấy lần lấy bà nội mày. Cái gì chết bà gì? Bà gì? Sao không gọi kêu bà ngoại á, giờ gọi bà nội ra hoài vậy? Trời ơi, mệt nó ghê thiệt á. Nha, dạy con cái con. Cho nên cấp tiền mà má dạy con cái mày lôi tao ra làm gì? Tao bà nội đó nè. Nó lấy chứ không có ai hết trơn á. Mày lôi tiền cho tao lại lên. Mày lấy. Con có lấy thiệt mà. Đấy nhỏ nó không lấy rồi mà có cứ gán ghép cho nhỏ đổ thường nhỏ không à. Khỏi, bà nó khỏi chối. Trong nhà này tiền không lấy tiền đâu, đâu có chăng nó chạy đi được. Bây giờ ví dụ như giờ tao nói bây giờ mày làm bốc đảm bây giờ mày đổ thừa con mày rồi để chồng mày không chửi mày sao? Thôi má ơi, nói từ má Bình nói tới má Bình nè. Bà quá trời mệt rồi. Nghe không chịu đổ thừa mày lấy tiền tao đó. Tôi dọn xe nhà đi cho vừa lòng, cái sống người mình ơi đi cho vừa lòng. Thì cho hai mẹ con tao với cháu nội tao ở. Đúng rồi, con không có ở với mẹ đâu. Cho chăng mượn mày ở nghe. Sẽ bắt dạy. Tối ngày mày đói thừa con mà. Đó không lấy ai lấy. Bin ơi, đi trên này Bin. Đi đâu? Đang chào cô. Mày khỏi chào đi, mày bớt chào hỏi đi nha. Đó bà thấy chưa? Ăn nó vô nó ngủ ghê này đi chơi là chắc chắn nó lấy tiền chứ ai nữa. Ai cơ bà Sáu đúng không? Ngày mai tao qua tao bắn vô mẹ Sáu nha. Nha, suốt ngày ăn ngủ con đi chơi không à. Bà thấy chưa? Nó ngủ đi chơi phải không?
thì bây giờ nó đi chơi, nó còn nhỏ đi chơi, không để mặt nó ở nhà ngu ngu nhỏ. Nó đi chơi là chắc chắn nó đi lấy tiền rồi, nó đi trên net cho ông đi nha. Đứa cỡ đâu rồi, người ta qua ta rủ con đi chơi mà mẹ chửi vậy mốt người ta. Mày khỏi đi, mày khỏi đi chơi đi nha, mày lôi 1 triệu cho tao. Tao không chịu cái gì, con có lấy đâu. Mày khỏi không lấy, mày đừng có chối nữa, bớt chối đi đi. Có 1 triệu mà nãy giờ la làng la sớm hoài. 1 triệu mới là tiền. Ăn tiền dư tiền để nhiều quá mắc chịu không tiếc. Có 1 triệu tao thủ 100 triệu không? Có 1 triệu mà la làng sớm từ chiều giờ. Ủa? Hai chồng làm gì kìa, và đắt yên vậy? Bà coi đó, bà nhắm coi trong nhà có mấy người nha. Mà mắc tiền không ai chịu nhận hết trơn á. Tiền có chân nó chạy đi được. Mắc nhiều. Mắc 1 triệu bà. Đó, thằng này lấy cho ai? Con lấy cho ai? Rồi nó về nó la ôm sầm nó đổ thừa từ hả? Bà cha hàng cháu cho tới là bà nội luôn. Đổ thừa lắm hết trơn. Nó la một bên, nó lấy nó đi chơi với con bà. Ngủ trong trên nãy, ngủ đi qua trên nét kìa. Cái gì? Thôi con bà về bà dạy con bà lại đi nha. Không từ có ba rủ con đi chơi. Ăn rồi suốt ngày tụ tập đi chơi không mà tao chơi nét. Bà nội ơi bà nội. Bà hả bà đi chợ rồi bà gớt tiền 1 triệu ở đầu chợ đây nè. Rồi về bà đổi thừa con bà. Ăn cắp tiền của bà rồi đi qua rủ ghe con tôi. Cái miệng mà bà hải à. Trời ơi đi chợ ngồi lửa ra mà gớt 1 triệu lại kêu đi chơi không nghe. Thì trả đi má. Bà lấy tiền đúng không? Lấy không tôi giả cho bà mặt, bây giờ chứ lấy không? Tao lụm cho mày rồi mà còn la làng nữa. Thì cảm ơn lòng tốt của bà ơi. Cảm ơn kiểu đó hả, thì có tạp tao là bà Sáu giả vô mặt mày. Nhưng mà mốt đừng có ngủ ghê con tôi đi chơi. Không có ai ngủ ghê con mày chứ, con mày ở nhà mày buồn quá. Hồi nãy nó lú cái mặt nó vô nó ngủ rõ ràng mày, bà chói không? Thì hai đứa nó chơi thân với nhau thì ngủ nó chứ mày ngủ ai. Rồi đổ thường nhỏ nãy giờ xin lỗi nó chưa hả? Là mẹ cũng biết xin lỗi con một tiếng chứ. Ôi mất xin lỗi nó con hay là con nó mà con xin lỗi. Bà người lớn phải nơi gương cho trẻ em chứ con. Nó gương thì nó gương. Con sai với nó mà, lỗ thừa nó nãy giờ mà con. Xin lỗi, được chưa? Xin lỗi đàng hoàng, xin lỗi kỳ khôi vậy. Bà không cảm ơn, bà đừng tiếng nữa. Tại vậy tao nói thiệt, tôi nể tình dữ lắm. Gặp tao như mày á, là đáng sợ á. Lấy luôn, lấy 1 triệu luôn. Thiệt. Cảm ơn đi. Nhưng mà bắt đừng kêu con mà bà ngủ con đi chơi nữa. Nha. Thì nhà hàng xóm có 2-3 đứa nhỏ gì chơi. Cho đi chơi đó. Chơi mày đi cho tao đi, bà Sáu bà bảo lãnh mày đó, tao đố nó đó. Bà mẹ nó, tôi mẹ nó. Tao bà nội nó nè. Đó bà nội nó cho rồi đó. Mày đó. Ăn rồi suốt ngày ngủ ghê tụi tập trên net không à. Đi qua bà ngủ nó đi chơi đi. Có vậy không? Mẹ gì vậy? Nhỏ đã độ tuổi ăn đồ tuổi chơi mà cắm cả. Đây mấy em. Chứ thằng này thôi làm sao mà tao hả trả tiền nó mới sợ. Cầm 1 triệu mà đi mua gheo mà ngồi nhiều chuyện rất không hay. Ê bữa tao đặt mua rồi. Nó bà thấy gì chưa? Cái mệt quá trời đi. Bà nói thừa hết tôi tới con mà lôi đầu ra bà chửi nhôi giá cái dân á.